vào một điều nữa như này. Đó, giống như lúc nãy Điệp nói ấy, là chúng ta còn bị thiếu một cái, đó là cái phần sau khi chúng ta validate xong đúng không, sửa lại cái middleware xong, thì bây giờ chúng ta bị thiếu cái nó không generate được cái slug. Chờ tôi tí để tôi add vào đây. Localhost 8000 sửa game sửa app đây đúng không, nó không ra cái này đúng chưa. Vấn đề là như sau, bởi vì như hôm trước tôi nói ấy, là khi chúng ta ép được cái này này, cái route service provider, đây hôm trước chúng ta ép thêm cái phần middleware web vào trong cái map admin route này đúng không, tức là tất cả các cái phần phần route thuộc về admin thì nó chịu sự kiểm soát của thằng middleware là web này. Thì cái thằng web này nó chặn những cái gì thì ở trong phần app HTTP kernel, trong cái middleware group này nó có một phần đó là cái verify CSRF token. Thì giống như hôm trước tôi có nói cái phần này đúng không, là khi mà bắt phải verify CSRF thì những cái request dạng post, tóm lại là không phải dạng get gửi đến server, thì bắt buộc phải có thêm một cái là hai đường token đúng chưa, đúng không. Do đó cái việc là chúng ta gửi request bằng ở thằng game cái form này, chúng ta gửi lên bằng Ajax đây đúng không, đâu rồi, đây này, gửi bằng Ajax này, hai thằng này chúng ta cũng phải nhét vào trong này một cái đoạn, một cái tham số tên là gạch dưới token gửi lên trên kia thì mới được. Ví dụ tôi thử ở đây nhá, tôi thử ở cái title này nhá, các bạn xem này, hiện tại tôi đang không sinh ra được đây đúng không, không sinh ra được cái đường dẫn này đúng nhá, thì chúng ta phải làm này, đâu nhỉ, đây rồi, đây ở form này các bạn a còng CSRF như này, nhưng mà ở trong cái vấn đề về đây này, nếu mà gửi request từ cái gửi request đi từ cái Ajax như này thì chúng ta phải có thêm một cái tham số tên là gạch dưới token, được chưa, bằng cái string nữa này, xong rồi echo CSRF token như này, được chưa, các bạn thêm vào cho tôi, copy vứt xuống, cứ chỗ nào gửi Ajax là phải thêm cái này vào. Cứ chỗ nào gửi Ajax lên là phải thêm cái token này vào. Ở đây chúng ta có hai cái Ajax đúng không? Chúng ta thêm hai cái này vào. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta thử đi. Nhớ là phải reload lại page trước nhá. Đây chúng ta thêm này. Ra chưa? Đây. Được chưa? Phải pass qua cái CSRF bên trên quần đảo này.
Được chưa? Kết xong chưa? Thằng điểm xong chưa? Rồi rồi. Ngủ quá. Hả? Cái hàm này là hàm có sẵn ở trong Laravel, những cái hàm helper. Không nhìn thấy gì ạ? À? Bò lên trên ngay trên bàn 2 này, ngồi. Không ngồi được bàn 1 thì lên bàn 2 ngồi. Căng mắt ra. Đây sang bàn 2 bên kia đỡ vất vả, ngồi bàn 1 khó nhìn lắm, ngoài cổ lắm. Được chưa? Được chưa đẹp? Thằng này dốt phải sang ngồi với chị Trang. Chị với chị cho. Ừ. Hả? Nó bảo là gì? Ở Trang. Cái gì? Thế à? Xin nó bao nhiêu? Trang xin nó bao nhiêu? 97 vẫn làm chị được. 96 to hơn thì 97 to hơn. Không nhá. Được chưa? Được. Thì tổng kết lại một chút nha. Hôm trước thì chúng ta đã xong rồi cái phần là validate. Thực ra là chưa xong đâu, nó còn cách validate nữa. Nhưng mà cũng tùy chúng ta thôi. Tôi sẽ hướng dẫn sơ qua về cái cách tạo ra cái cách validate nữa cho chúng ta. Chúng ta luôn luôn có hai cách. Thực ra là ba cách. Ba cách validate. Thì vấn đề là như này. Đây nhá. Chúng ta search ở trong này validation. Cách validate thứ nhất là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn buổi trước, đó là chúng ta cái chỗ controller nào mà xử lý về cái việc validate ấy, thì chúng ta thêm cái RQ, cái request trỏ đến cái validate này. Được chưa? Cái request trỏ đến validate này. Sau đó chúng ta tiến hành là validate nó. Thì những cái rule. Được chưa? Các bạn đang không biết những cái này đúng không? Biết hết chưa? Cô ơi, tải nhập. Chúng ta không phải tự nhiên nó có cái require, không phải tự nhiên nó có cái mắc này đâu nhá. Chúng ta phải tìm đấy, ở dưới đây này, kéo lùi dưới tí. Đây, cái chỗ đoạn avail label validate rule.
ở ngay bên dưới ấy, nó có rất là nhiều, trong thằng Laravel này nó có rất là nhiều những cái rule này, được chưa, nhìn thấy không, nó cực kỳ nhiều những cái rule này luôn. Access active after or equal alpha date cái gì đấy, đúng không, nó rất nhiều thì chúng ta phải tự tìm hiểu những cái này thôi. Ví dụ như màn hình login thì chúng ta có thể làm cái này, đúng không? Màn hình login chúng ta có thể kiểm tra là người ta có phải insert nhập email của chúng ta hay không, rồi thì có require hay không, string size, rồi thì cái phần confirm password ấy, khi tạo tài khoản confirm password chúng ta có thể dùng cái thằng same này, được chưa? Đó, chúng ta muốn dùng cái gì thì chúng ta phải học, phải đọc trong này thôi, tôi chỉ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng thôi chứ cũng không hướng dẫn chúng ta chi tiết từng cái này một, xong chưa? Tìm chưa? Lưu cái từ khóa vào mấy nữa mà search. Không, mấy nữa không biết chỗ nào mà search đâu. Được chưa? Bây giờ chúng ta có thêm một vấn đề nữa. Với cái bài này tôi dạy nốt này, tôi tìm, tôi hướng dẫn các bạn cái cách, thêm cái cách mà chúng ta check cái kia sau. Được chưa? Tìm được cái này chưa? Bây giờ chúng ta còn một vấn đề như này nữa. Đó là cái thằng Slug ấy. Slug ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta nó ràng buộc gì? Là điểm duy nhất, đúng không? Thế vậy thì trước khi insert dữ liệu vào trong DB thì chúng ta cũng phải validate nó trước đã, đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy trong này nó có một cái tên là Unique. Đâu nhỉ? Đẹp. Unique, đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Thế vậy chúng ta cứ đặt vào thôi. Đấy. Tôi copy cái này, cái Slug đúng không? Game controller đây rồi. À, ở trong này cái Slug ngoài cái require ra thì tôi sẽ có thêm một cái nữa, cứ bao nhiêu rule chúng ta thêm vào đây, Unique, được chưa? Bảng là bảng bảng gì nhỉ, bảng gì, bảng games, được chưa? Bây giờ mình thử nhá, tôi tạo mới này, tôi back lại về cái game của chúng ta, tôi copy một cái Slug của thằng nào đấy ở đây, tôi tạo mới, tôi vứt vào đây, đây rồi, sau tôi đổi tên thằng này đi, kiện th, rồi nhưng mà cái Slug tôi không muốn dùng cái Slug nó tự sinh ra mà tôi dùng cái thằng này cơ, có được không? Submit lên nhá, bởi vì tôi tắt cái validate ở ngoài này rồi đúng không? The Slug already been taken, đúng chưa? Đã bị lấy mất rồi, đúng chưa? Thế này là đúng hay sai? Đúng hay sai? Nó không cho submit bởi vì cái đường dẫn này nó đã bị lấy mất rồi. Thế này là đúng đúng không? Rồi, nhưng mà back lại lần nữa. Tôi update thằng này. Tôi chẳng sửa gì, tôi vẫn muốn giữ nguyên tất cả thông tin của nó. Sao? Thế này là đúng hay sai? Thế vì sao? Vấn đề ở đây là như sau. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái unique này thì là nó, khi mà nó bất biết là cái request của chúng ta là request update hay là request delete, tạo mới, nó cứ kiểm tra trong DB đã tồn tại cái Slug này rồi thì nó vứt ra ngoài lỗi, có thế thôi, được chưa? Thế vậy làm sao để pass qua được cái trường hợp này mà vẫn đảm bảo được cái việc đó là add mới thì check unique, mà thằng update
thì nó cũng check được unit nhưng mà nó lại trừ cái thằng ID của nó ra. Thì giờ làm sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như sau. Trong này nó có một cái là ignore. Ngay dưới rồi. Đây này, các bạn search cho tôi chữ ignore. Được chưa? Đây, các bạn copy như này cho tôi. Copy cái đoạn dưới này. Được chưa? Copy dòng dưới này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sửa cái này lại chút. Mảng này. Được chưa? Mảng này. Trong này có cái đầu tiên là cái require. Sau đó cái thứ hai là rule. Rule unit cho bảng là bảng games. Ignore cái request chọn đến ID, RQ chọn đến ID, cho cái cột là ID, cho cột là slug. Đây là ID, RQ ID. Đây, bỏ qua cái này đi. Và tôi sẽ bỏ cái này đi. Tất nhiên khi mà dùng cái rule này thì ở trên này chúng ta phải use thêm cái rule. Nhớ nhá, ở trên này chúng ta phải use thêm cái rule này thì ở đây chúng ta mới xài được. Nó không là báo lỗi đấy. Đây, rule này. Được chưa? Được chưa? Xong rồi.
không nhỉ? Giờ check nha. Không nhỉ? Trông mặt này ngơ ngơ ngáo ngáo. Đây, không sửa gì này. Đấy chưa? Xếp thôi. Rule not found. What the rule? Yêu ở trên rồi mà. Thế nào? Đâu? À đây, đây, đây. Illuminate, validate rule. Quên. Rồi, xong. Được chưa? Tôi sẽ tiến hành copy một cái đường dẫn khác, nhưng mà không phải của nó, của thằng khác. Của thằng Lambert. Úp này. Tôi vứt vào đây. Được chưa? Nhưng mà không phải ID của nó thì nó sẽ báo lỗi. Đúng không? Không phải ID của nó thì nó sẽ báo lỗi. Còn nếu là đúng ID của nó thì nó sẽ không vấn đề gì cả. Xong chưa? Tất nhiên là add mới thì ID nó bằng rỗng thì chắc chắn là chết rồi. Đây tôi thử. Xong chưa? Đấy. Đấy là cái vấn đề khoai sắn mà có khả năng chúng ta sẽ gặp phải. Sớm thôi. Được chưa? Đó, tất nhiên là tôi sẽ sửa lại đây một tí. Ví dụ như kiểu đây là không vượt có 100 đi. Rồi còn những cái khác các bạn tự validate lấy nhá. Được chưa? Các cái khác các bạn tự validate đấy, tôi không hướng dẫn nữa đâu. Làm sao làm, ví dụ như đây tôi tạo ra cái này. Ảnh đâu nhỉ? Đấy, tôi add mới vào thì nó sẽ ra đây. Được chưa? Ra rồi nhá. Add mới xong rồi nhá. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành, tôi sẽ hướng dẫn thêm chúng ta một cách validate nữa mà không cần phải qua cái này. Thì chúng ta sẽ có cái thằng này này. Xong đến đây chưa? Có phần này có gì thắc mắc không? Không ai thắc mắc nữa, tôi sẽ chuyển nhá. Cái validate ở trong Laravel nó có 3 cách cơ. Tôi sẽ dạy các bạn 2 cách, còn cách còn lại tự tìm hiểu lấy thử xem có được không. Cách thứ hai á, kéo lên trên đầu đi. Lưu lưu xuống tí, để xem nào. Được. Artisan. Rồi. Chúng ta có cách thứ hai, cách này thì dùng nó phổ biến hơn. Biết vì sao phổ biến không? Đó là ví dụ nhá, bây giờ vấn đề là như sau. Tôi có ví dụ như có hai cái form giống nhau, khá giống nhau đi. Coi như là giống nhau đi. Thì tôi tiến hành là validate như này. Thì chả nhẽ ở hai cái form đấy tôi đều phải viết cái đoạn này ra. Đúng không? Không thể review được. Đúng chưa? Chúng ta viết cái trò viết thẳng ở trong controller như thế này, trong cái hàm action trong controller như thế này. Chỉ trừ khi với những cái request mà chúng ta trừ khi là chúng ta tiến hành đó là gọi là gì nhỉ? Cái form phải dùng một lần thôi. Đúng không? Tức là vứt cái này vào đây và mãi mãi không được dùng lại chỗ nào nữa. Nếu không dùng lại chỗ nào, chúng ta lại copy y nguyên cái đồ này, vứt ra kia. Đúng chưa? Thế vậy thì nếu trong trường hợp cái form này của chúng ta xuất hiện ở hai nơi, đúng không? Xuất hiện ở hai nơi thì làm nào? Thế vậy thì chúng ta sẽ phải có một cách nào đấy để cho nó người ta có khả năng review lại được cái request này. Thì bằng cách dễ nhất đó là chúng ta tiến hành là tạo ra một cái request mới để giúp chúng ta sinh nó thành một cái class, sau đó dùng lại ở đâu thì bê class để làm vứt vào xong. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ, đây nó cũng giống như bình thường thôi, đó là để tạo ra cái request này thì chúng ta tiến hành là make ra bằng artisan. Thì chúng ta make ra nhá. Ví dụ tôi hay làm cái trò này. Cách đặt tên các bạn cũng phải học chứ không phải là làm giống trong tài liệu luôn nhá. Tùy từng lúc làm giống tài liệu thôi. Ví dụ như ở đây PHP artisan make 2. request cách
Ví dụ đây tôi hay để là save game request, dài một tí cũng được, không sao hết. Không nhá, tao không nhá. Có bé quá không? Được chưa? Rồi bây giờ sẽ phải tìm cái file này ở đâu? Lại vào app thôi. App HTTP request. Đây, nó là cái file này. Ờ nhầm, đây file này. Được chưa? Cái phần authorize này chúng ta chuyển thành true cho tôi nhá. True hay false nhỉ? Thôi để false. Được chưa? Không nhỉ? Tiếp theo các bạn nhìn thấy cái rule ở dưới này không? Thấy không? Rồi bây giờ làm này. Các bạn bê toàn bộ cái vấn cái đoạn đám này các bạn vứt xuống. Cắt đi. Đây nhá, ở cái vai đấy. Thấy không? Cắt đi, các bạn vứt vào đây. Được chưa? Vứt vào đây. Name require max 100 slug gì đấy. Được chưa? Sau đó ở trong này các bạn cũng vứt cắt nốt cái rule này. Vứt xong đây. Cắt cái use rule và cắt cái validate ở trong kia, vứt xong đây này. Được chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp tục này. Xong nhá. Tiếp nhá. Thế bây giờ để áp dụng cái request này vào đâu á thì tạm thời chúng ta đây cái phần này chúng ta tạm thời comment nó vào. Để comment nó vào đã. Message tí nữa. Được chưa? Xong nhá. Bây giờ dùng ở đâu ấy, dùng cái class này ở đâu thì dùng như này, chúng ta thấy cái app HTTP request này không? Ở trên cái namespace ấy, copy cái này vứt vào trong controller, tất nhiên là phải use app HTTP request sược save game request chấm phẩy, dùng ở đâu các bạn use ở đấy. Được chưa? Sau đó copy ném xuống cái đoạn này thay cho cái lớp cái class request đấy, các bạn vứt thẳng vào đây hàm save ấy, dùng luôn cái này save game request thay cho cái request bình thường. Được chưa? À, này mất gốc rồi. Được chưa? Rồi nhá, bây giờ chúng ta test luôn. Tôi tạo mới đi. Tôi không biết gì, tạo mới không biết gì. Lưu. À đây 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 đây. Cái này là cái RQ à? Dolazis. Đây, dùng Dolazis, chọn đến ID. Và sửa cho tôi cái ignore, trong ignore này cái RQ chọn đến bằng Dolazis nhá. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta test tiếp. Action unauthorized. Đây là true đi. Đây. Bắt được rồi đúng không? Đây nhá, các bạn sửa cho tôi cái này nữa này. Ngoài cái này this, sửa cái này thành true.
phá cái namespace này anh. Use cái namespace cộng với cái tên class vứt vào. Được chưa? Tao muốn xem lại đoạn nào. Thằng này không được học namespace à? Mà tôi nhớ là lớp ông tôi dạy lại namespace rồi mà. Được chưa? Được chưa? Ui. Cách gì? Option nào? Yêu và xong xếp cái này vào. Được chưa? Xem phần gì nhá. Đẩy code lên nhá, đẩy code lên rồi các bạn xem gì xem trên đấy nhá. Hoặc là không hiểu đoạn nào thì bảo tôi để tôi hướng dẫn. Rồi lên rồi đấy. Lấy GitHub rồi đấy. Giang được chưa? Xong rồi nhá. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến phần message đúng không? Đúng không? Thì các bạn copy cái này cho tôi này. Copy cái message, cái mảng message cho tôi. Được chưa? Copy cái mảng message này. Xong chưa? Xong cái mảng message thì vào trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm mới tên là public function message có SC nhá. Return cái mảng này. Return thẳng cái mảng và chúng ta custom cái message kia là xong.
Được chưa? Bây giờ validate lại này. Tôi reload lại. Tôi không điền thì tôi lưu. Vui lòng nhập tên, vui lòng nhập hướng dẫn. Đúng chưa? Đó. Sao? Có ai có vấn đề gì ạ? Mang đây. Ông đã tạo file chưa? Ở đâu? Thì có i7 xịn lại nó càng giàu chín hai mươi mà nhưng mà dùng cái rồi sao nó vẫn sẽ vui mà nó phương chậm chậm thì rõ mỗi lần em chạy một lần này em lại thực ra đây là máy đều soát và chạy một vui vui thôi rồi còn là còn hai pin có pin của em trai để dùng 20 phút là em sạch. Con này 6 xe đúng không? Tính như 3 xe. Điên. 3 thôi. Pin ở trong máy tính nó giống như nào? 6 xe. Em biết. Pin ở trong máy tính nó giống hệt cục pin thỏ. Nó xếp mấy viên vào đấy? 1 viên này. 1 viên này. 2 viên này. 3 viên. 4 viên. 5 viên. 2 hàng. 6 xe. Cứ má đi cái phần video này. Nặng hơn,
game thì nó sao lại không được thế? Cái này dấu ná. À đây cái này gì? Gì? Sao? Tại sao lại như thế? Trang bị này. Cái nào bị như này không? Ủa? Đều như thế. Đấy nha. Giống hệt nhau mà. Bọc quên con mạng. Đánh giá sửa gì mà ra sửa vậy? Ai biết được, em thấy đâu cạnh tôi thấy thế, ta giò tay à? Chắc là nó do tay rồi. Trắng sửa cái gì luôn ấy. Trắng sửa một cái gì luôn. Thằng này cũng bị à? Mà này là tôi trắng sửa một cái gì luôn. Giống y xì. Thôi, nói chung là nó do ăn ở đấy. Đúng không? Tất mát tôi trắng sửa cái gì luôn. Phải đi chẳng sửa cái gì ở đây luôn. À đây phải lỗi rõ ràng luôn. Mang đây nào. Hả? Còn đứa nào bị lỗi nữa, mang đây này. Mình xỉu nữa.
Ô hay nhỉ, bọn này hay nhỉ. Thằng này đối khác. Cái gì đấy? Ông cũng chẳng thấy không sai ở đây. Có lẽ nào. Ai nữa mang đây. Ô sao bọn này còn dùng đeo rồi. Mày sai cú pháp đấy. Được ạ? Ông thì sai cú pháp. Bên kia có một cặp mạch sĩ mà méo. Đây nó. Xong rồi, đi rồi. Bắt gì em? Đây là ai? Gì đấy? Bắt cái GS là sao? Cái GS nào không hiểu? Cái chỗ của bay ấy. À, bay đấy không hiện đây. Ở đây ID là game form, ở dưới đây tôi viết lại thì game form 1 làm sao mà chạy được. Tôi sửa lại để test cái validate này mà. Chứ nó chặn ở ngoài rồi trong sao chặn được. Chưa mang trang hâm không nhỉ? Mày mang ở đây hậu xong chưa? Kinh nhỉ. Xong chưa? Đấy, hai cách vai đến lại thay em thêm luôn mà nghe mà không tìm được. Không nên slack là nó là như là không tìm được. Rõ ràng sao thế ạ? Games ignore zip ID. Ờ, em phải chạy được chứ. Bây giờ có cái này thì mình học à? Có cái em thì à ô chất mà giống vậy tôi tưởng thế nào được chưa? Đấy là hai cái validate nhá. Xong chưa con rồi? Tiếp tục này, hôm nay chúng ta xong phần này chưa? Đấy, tôi đã hướng dẫn các bạn thứ nhất là round này. Nhắc lại một chút này. Những cái thứ chúng ta đã học qua này. Một là
là cái môi trường, được chưa? Tức là môi trường chạy đá. Cái thứ hai là cái round, được chưa? Cái thứ ba là cái gì? Gì? Parameter trong trong cái round, parameter trong cái round, round thì có method này, có param, param thì có require và optional. Được, name có group. Giờ nhắc lại những cái này là mình hiểu nó làm cái gì, bởi vì đã làm rồi thì mình hiểu. Cái thứ ba là về view, cái thứ nhất là cụ thể là clip. Thì học về clip thì mình phải có nhớ là cái khái niệm của layout. Trong cái layout này thì có cái áp phòng view, em rồi đi mong đây là áp phòng view này, rồi thì áp phòng info giờ. Hai cái này là rất là quan trọng, không có nó cũng không làm được layout đâu. Rồi thì một cái view nào đấy, view bình thường, view bình thường thì thuộc về một cái layout nào đấy thì hạt làm gì, làm gì để một cái view kế thừa cái layout, hạt làm gì extend đúng không? Giờ biết nội dung cho một cái view thì mình dùng cái gì, hạt làm gì, hạt làm xét xử. Dạ. Trong video này thì mình có đầy đủ các cái câu lệnh như là như này, vâng, hay là như thế này, phải nhớ khi nào dùng thế nào, vâng, nhớ được. Rồi thì những cái như kiểu là an toàn for, là an toàn for x, an toàn if, an toàn else, rồi thì an toàn css. Có những cái này thì cũng nắm lại chứ ta phải cùng nắm đấy. Rồi thì đến cái thứ tư là về cái yêu quần hay là còn cái mô đồ đấy, có chưa yêu quần thì mình có là hàng ô này, có rồi hàng que này, em que que rồi o que get first các từ các hàm khác. Bây giờ tôi chưa dạy chúng ta về phần raw query, phần này để từ từ. Bây giờ tôi chưa hề dạy chúng ta một cái gì về raw query thông thạo. Cái thứ năm là controller. Bây giờ controller này thì chúng ta mới return ra cái view thôi, return view, mới return view thôi. Tôi chưa dạy, chưa dạy chúng ta làm về chưa làm về cái phần web service. Web service đấy đến buổi cuối tôi sẽ hướng dẫn. Đây là cái này là cơ bản chúng ta đã xong về phần MVC, có thể làm về những website rất là dễ, rất là nhỏ, có thể làm được. À, cái gì? C và đầu đề á, của controller hay của RAM hay là của cái này, của yêu quần cái vòng đời á, mấy to lên quạt nó rất là to luôn nha. Và đầu đề này á, vòng đời nó đi từ đâu đến đâu đi hay là gì nha, để tạo ra á, để tạo ra giữa xong này chưa. Tôi đang thống kê lại những cái gì chúng ta đang học, xong cái thống kê thì tôi sẽ nói lại phần thống kê bên trong. Trong cái phần controller thì nhiều thứ lắm, không phải chỉ có mỗi cái này đâu. Chúng ta đang học cơ bản, chúng ta mới dừng lại những cơ bản để chúng ta đi tiếp những cái phần khác nào, sau đó thì nếu mà muốn nó hỏi sâu hơn về phần gì chúng ta phải làm. Bởi vì số lượng buổi học chúng ta không còn nhiều, chắc là còn khoảng 1-2 buổi là hết khóa rồi. Cho nên là các bạn phải tranh thủ phần tìm hiểu, tôi sẽ chỉ còn dạy các bạn hai phần nữa. Một phần là Authenticate
một phần nữa là gửi email. Chưa? Nếu còn thời gian sẽ dạy thêm phần helper, tức là những cái hàm có sẵn trong Laravel các bạn gọi nó bất kỳ lúc nào cũng được. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự tạo ra cho mình những cái hàm như vậy, thích tạo, thích gọi ở đâu thì gọi, bất kỳ chỗ nào đều gọi được hết. Đó. Chứ còn thực ra thì ở trong thằng Laravel thì nó là một nuôi các thứ các kiểu. Chúng ta, tôi nói từ ban đầu, chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo những cái câu lệnh API edition của mình, hay là sử dụng queue, rồi thì là cron, tức là những cái tác vụ tự động chạy. Ví dụ các bạn thấy những cái thằng trang báo lớn, ví dụ như VN Express hay là Dân Trí hay gì rồi, các bạn cứ thấy là cái thằng này có, lúc sau thằng này có luôn, thằng sau chúng nó là sử dụng một cái service trường ngầm, thì nó cứ luôn luôn nó theo dõi thằng này có bài mới thì nó kéo về luôn, kiểu nó thế đó. Rồi như tôi đã bảo rồi, cái phần crawl đấy để xong thống kê cái thứ chúng ta đã học xong rồi sẽ quay lại. Thì tôi đang đi đây đúng không? Đi hết chưa? Rồi tiếp nha. Sau đó đến request. Đây là thứ 6. Request này thì chúng ta có cái chọn chúng ta liên luôn. Đúng không? Và chúng ta có make request. Đấy. Chúng ta học được 6 thứ ở trong này rồi. Tất nhiên là chúng ta không học hết, bởi vì chúng ta không có đủ thời gian. Như cho tôi dạy các bạn 6 tháng thì là vèo các bạn sẽ biết hết tất cả là được. Bây giờ là những thứ chúng ta đã học. Bây giờ để xóa nhá. Có ai thắc mắc gì về những phần này không? Những cái phần đã qua. Bởi vì đã qua rồi chúng ta sẽ không quay lại nữa. Và tôi sẽ mặc định luôn là chúng ta qua rồi những cái phần này tôi sẽ làm rất là nhanh. Chúng ta phải auto tự hiểu có thể làm được. Chứ không ai dạy lại. Đã đi qua rồi không ai dạy lại nữa đâu. Được chưa? Tiếp tục nhá. Đấy nhá. À đấy, còn cái upload thì các bạn phải nhớ đấy nhá. Rồi, bây giờ cái yêu cầu là giảm lại phần OB đúng không? Đúng không? Phần này đúng không? Vấn đề này thì xong. Phần OB là biết tiêu biết của những cái từ gì chưa? Rồi, rồi. U là gì? Update. Đây là ý. Đây là bốn cái tác vụ cơ bản của việc quản lý bộ này. Một cái bảng nào đấy hay dữ liệu nào đấy trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Vậy thì chúng ta có làm nào? Thì cái read này rất dễ thôi. Ví dụ vào một cái web ở đấy, local 8000 chẳng hạn, thì nó hiển thị ra danh sách tất cả các bài viết của mình. Đúng không? Thì đầu tiên chúng ta vào cái round này để control một cái account action của đấy. Đúng không? Round như nào tự các bạn định nghĩa ra, các bạn cũng cần nữa. Đây về đây. Thì trong cái nội dung hàng này các bạn muốn lấy những cái dữ liệu gì các bạn? Các bạn cần phải dùng trong cái này round này nhá. Sau đó chúng ta sẽ phải là use model vào. Hay còn gọi là cái new project. Ví dụ lấy một cái dữ liệu trong bảng post thì là use action post, được chưa? Muốn lấy dữ liệu của nó ra, lấy hết ra thì chúng ta tiến hành là post. Tôi cứ biết đây là model nhé. Model 2.2.1 này lấy hết, được chưa? Muốn select sao from model where thì đấy chúng ta có 2.2.where. Where đây là cột, đây là điều kiện. Và đây là giá trị để tìm kiếm. Nhờ có 3 tham số. Nếu các bạn điền 2 tham số thì cái điều kiện này mặc định là nó bằng. Điều kiện bằng. Được chưa? Có nhiều quá. Đấu nhìn tổng hành. Thì là mô đồ
về UE thì chúng ta có hai trường hợp UE. Một điều kiện để so sánh là giá trị. Được. Nếu trong trường hợp chúng ta có câu UE điều kiện một phép so sánh bằng giá trị một, em điều kiện là cột thứ hai bằng phép so sánh và giá trị hai tức là không, sẽ lên sao from where điều kiện một em điều kiện hai. Chúng ta cứ đơn giản này thôi. Được chưa? Cái này nếu mà bạn nào học tôi ở cái giai đoạn OP thì tôi có làm một cái gần giống như này. Đó. Khá là giống, các bạn sẽ hình dung được trong những cái hàm này nó có vì sao không biết được gì này. Tôi đã dạy qua rồi. Còn bạn nào mà không được học thì có thể lên kênh YouTube để xem lại những video của OP. Những cái đấy rất là có lợi cho các bạn. Được chưa? Thế nếu mà điều kiện thêm điều kiện là o que thì chúng ta có lại chọn đến thôi. O que chúng ta đi đến hoàn thành. O que chúng ta muốn sắp xếp theo một cái thứ tự nào đấy, theo một cột hay nhiều cột, chúng ta lại chọn những order by. Order by tên cột. Vậy DLC hoặc AC. Tất nhiên cái này là swing nhé, là hai cái này đều là swing. Được chưa? Nếu mà có group thì lại trỏ đến group, có having thì trỏ đến having. Được chưa? Rồi thì cái này là phần đi lại hết các điều kiện rồi. Sau đó là nếu mà các bạn muốn là lấy ra tất cả cái kết quả của cô ấy chúng ta vừa xây dựng ở đây, chúng ta chọn get. Get. Còn nếu chúng ta chỉ muốn lấy ra một cái đầu tiên chúng ta tìm được thôi thì chúng ta có chọn hết post. Đó. Được chưa? Trong này nó còn có cả phần join. Phần join thì các bạn làm sao? Được chưa? Hả? Get là lấy hết tất cả dữ liệu. Tất cả kết quả trả về của cô ấy ở trên này, chúng tôi lấy tất cả ra. Tức là nó sẽ ra một cái mảng hay một cụ thể, nếu mà cụ thể ra trong làm nó trả cho mình một collection. Collection nó giống như cái mảng. Collection chúng ta có thể có ý được. Được chưa? Tóm lại là cái này, nếu mà dùng get thì nó sẽ lấy chúng ta một cái mảng. Chúng ta hiểu được dễ. Cái tôi nói mảng là để chúng ta có thể hình dung này. Chứ còn thực tế ra nó trả chúng ta một collection. Tiếp theo nếu mà dùng cái first thì nó trả chúng ta một object. Một object đầu tiên nó tìm được. Được chưa? Hai cái thứ đấy, object các bạn không nếu dùng first thì các bạn lấy ra các bạn đừng bao giờ dùng nó với lại cái trò là for x nhá. Không được, object nó for x được. Được chưa? Nhưng mà với cái collection trả ra chúng ta được cái for x để hiển thị nó thành cái sẵn. Được chưa? Đó. Đây là xong sau nhá, xong đây là lấy dữ liệu nhá. Được chưa? Lấy dữ liệu xong chúng ta gán cái điểm, đây là vàng. Đó. Gán sau chuyển ra ngoài view thì return ở trong đây controller rồi thì chúng ta tiến hành vào return. Cái view. Tôi gọi là view x đi và truyền phải trong cái hàm view này, đây là hàm. Được chưa? Đó cổ. Trong cái hàm view nó có hai tham số. Tham số đầu tiên là cái tên của file view. Tên file view đặt trong cái thùng bình thường. Các cái thùng dẫn tên file view đấy chúng ta cách ngang cách nhau bằng cái dấu chấm. Và tên file view đặt trong cái lên trở thành hoa bên đây. Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể là tên file view không có lên nhưng mà bắt buộc phải chấm lên quen. Nhưng mà nếu không có lên thì chúng ta cứ lên tên thuật. Được. Được chưa? Tham số thứ hai của thằng view này là một cái người ta sẽ làm cái mạng. Bao giờ anh làm cái mạng? Hàng này chỉ có 2 tham số. À không, nhiều hơn đấy. À không, 3, 2, 2 tham số. Ở cái mạng. Thế cái mạng này gồm như là mạng này thì bao giờ cũng thế mà ở trong VP sẽ có key và value. Mỗi phần tử sẽ là key và value. Đúng không? Nếu các bạn không đặt key cho nó thì nó sẽ là các cái số index tính từ 0. Được chưa? Đúng không? Nếu mà chúng ta đặt key cho nó thì đặt ở đây trong cái mạng này nha. Mở mạng để đẹp như nên
mang giá trị là x, giá trị của điện x gì đấy, đúng không? Và h giá trị của điện y, tôi đóng cái mảng này. Thì đến lúc đấy ở ngoài view, ở ngoài cái view này, chúng ta được phép sử dụng cái biến đô la này và đô la h, được chưa? Đây nó sẽ chính là cái tên biến sẽ được tồn tại ở ngoài view, không nhỉ? Cái này không nhắc nữa, cái này có bạn nào không biết không? Trừ thằng này ra, thằng này có phải không biết, không biết này, không biết không? Không biết này. Ờ, gì nữa? Con vách, ok, câu hỏi này tôi đang trả lời, tôi đang hỏi. Cái con vách này, đúng không? Cái con vách tên một, trong này là một cái string gì đấy, đúng không? Thì cái string này thường thường là tên biến. Ví dụ như bóng tên biến là đô la str bằng xx. Như này, cái con vách cái này đúng không? Cái con vách cái tên biến này, cái con vách nó vào. Thì cái này về bản chất nó trả cho tôi một cái mảng tên là như này. Khác nhau không? Giống hệt nhau. Đây, nó có đúng như thế này. Ví dụ tôi có thêm tham số là là x bằng z z z. Tôi con vách str và x. Thì nói cái mảng của tôi trả về là str bằng này và x bằng z z z. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của hàm con vách. Có lại là hàm con vách đã trả về cái mảng bao gồm tên biến trở thành pi và giá trị của biến trở thành vali. Thì như này chúng ta cần biết là cái tôi dùng cái biến nhất tr này ở ngoài đi. Được chưa? Có ai thắc mắc gì với bạn nhé? Các bạn có thể thử lên cái tester mà thử ra có bách thử xem có đúng không? Xong chưa? Đây là còn ở ngoài đi thì các bạn có cái biến rồi các bạn có thể thử tối hay là có thể là những cái đa chi tiết của bài viết gì đấy tùy. Được chưa? Đấy là về cái đầu tiên là cái rõ, cái biết. Nói thì nó dài, chứ làm có mấy đâu, tí. Đúng nhờ? Còn ai thắc mắc thì mình biết không? Thế rồi gì? Ok, đến tiếp tục tiếp theo. Tôi đi. Chúng ta lấy từ delete. Thì nói chuyện về thằng delete thì chúng ta phải nói về cái round chứ. Round thường là ghét đúng không? Walk thường là ghét. Trong này là delete chẳng hạn. Delete sửa đô la ID và cái tập hợp ID. Còn cái đoạn xử lý phía sau là không nhắc nữa. Đặt cho cái name. Nên là x. Đúng chưa? Hay là cái round của chúng ta hay như này đúng không? Quan mở cái phần round ra mà xem nó có đúng thế không? Cái đoạn tư gạch đây là cái round chọn cái action trong con xuôi. Đúng không? Bao giờ thằng round này cũng sẽ được đặt tên. Tôi chắc chắn một điều như thế. Không nhớ? Có đúng thế không? Rồi. Thế bây giờ trong này vấn đề là gì? Chúng ta nhìn thấy cái này nó là thuộc loại là cái gì chưa được nữa? Hả? Cái gì không? Nhìn nó to này. Đồ đảo. Cái này gọi là cái gì? Về hình thức. Tham số gì? Loại. Tham số loại gì? Hả? Nó nói tham số đồng nghĩa với từ parameter. Không chỉ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đâu. Ngoài nó là loại tham số bắt buộc, tức là cái đường dẫn để bắt buộc phải truyền sau nó chữ delete phải có một cái giá trị ở phía sau thì nó mới được nhận vào trong cái round này, còn nếu không có để là trả lại không được. Chưa? Thì ở đây chúng ta có gì?
trong cái hàm xử lý bao giờ chúng ta sẽ lấy được cái độ dài nhỉ? Trong cái hàm xử lý cho cái round này. Đấy, các bạn có thể thấy. Đây. Bao giờ cũng nhận được cái độ dài đi. Nhận trọng. Dạ. Tức là cái miếng ở đây người ta biết gì thì giá trị ID ở trong này nó mang giá trị gì vậy? Xong chưa? Sau đó chẳng. Chúng ta tiến hành như này. Đầu tiên là phải dùng cái model file. File cái gì rằng? Tức là dựa vào ID tìm ở trong cơ sở dữ liệu cái bảng tương ứng. Lấy ra cái bảng ID với cái ID người ta chuyển lên. Được chưa? Lấy ra file ID hiện ra. Những cái hàm file thì nó là select sound from games where ID bằng cái giá trị của ID. Bây giờ nó lấy ra một phần tử đó, một mô đồ, cái này nó chẳng chúng ta là một cái object. Giờ một object thuộc các bạn yêu quỳnh. Giờ tiếp theo các bạn thấy thì làm gì? Nếu mà cái game này nó khác null, bởi vì cái hàm file này nếu mà không tìm thấy cái ID thì nó sẽ trả về null. Mà null thì xóa nó quá ai nữa, đúng không? Mất công. Do đó tôi ở đây, nếu mà nó khác null, tức là nó chẳng về giá trị của tôi, tức là một object rồi, thì tôi tiến hành là game chọn đến ý, tức là xóa các bản đi này khỏi cơ sở dữ liệu luôn, được chưa? Xóa bay đi luôn. Sau đó tôi tiến hành là redirect về một cái round ở đấy, về danh sách chẳng hạn, được chưa? Đây là model. Sau đó là redirect là cái round này. Được chưa? Đây là cái vấn đề là từ cái khi mà nhận được request thì sao? Tức làm sao mà người ta lại biết được để chọn trong cái request này? Cái phần này có hiểu không? Tiếp theo, lần ngược lại, là cái làm sao người ta bấm được vào cái đường dẫn này, làm sao xin được? Thì nó lại liên quan đến cái hàm, cái xóa vào cái đi nhá. Cái này nó lại liên quan đến một cái hàm là hàm helper, cái hàm vào liên quan đến cái hàm này. Các bạn sẽ thấy ở ngoài danh sách của nó có cái hàm đấy. Đây này, thấy không? Tôi có cái hàm đúng hàm round. Hàm round tôi sẽ có hai tham số. Tham số thứ nhất là tham số bắt buộc. Tham số này bao gồm là tên round. Tên round. Tham số thứ hai không có thôi, đã có thì không phải là mạng. Được chưa? Tên round. Tiếp theo này, cái ví dụ cái round tôi để là cái round game là x. Thì đây, sẽ là x. Để x vào đây thì nó sẽ generate, nó trả chúng ta cái đường dẫn là 1.8.000 ms. Bởi vì đấy đường dẫn của tôi là elite mà. Nó trả cho tôi cái đường dẫn là 1.8.000 ms. Sau đó ở trong này các bạn nhìn thấy cái ID đúng không? Đúng không? Có cái ID này cho nên là cái mạng này cũng sẽ là ID bằng một cái giá trị của cái mạng. Phần đường ID mang cái giá trị nào đấy cũng như là mạng. Được chưa? Thì đến lúc này sau cái kết quả của mạng nó trả cho tôi là localhost 2.8i sượt i lý sượt i bởi vì chuyện i có nghĩa là cái tính i ở đây. Còn nếu trong này các bạn có tham số thứ hai là đô la name hoặc cái mark name đúng không? Thì ở trong cái mảng này chúng ta phải có thêm cái niềm tên ở đây như nào thì ở đây như vậy niềm hoặc z chẳng hạn. Được chưa? Thì ở đây sượt i rồi sau đó sẽ sượt z. Bao nhiêu tham số đường dẫn thì chúng ta có bằng đấy cái phần tử nằm trong mạng và phần tử thứ hai của cái hàm round này. Được chưa? Nó sẽ tự động sinh ra. Xong chưa? Đấy là xong cái định lý. Thì nó sinh ra đường dẫn này chúng ta nhét vào trong cái abstract của cái A. Bấm vào cái A thì ra thì web gửi với web đi nó khoảng cái điều này rồi sẽ vào cái vòng lời lúc đấy. Round controller
lôi mô nội trợ của ai đi lôi mô đổ ra đi sau redirect của chắc chắn hết vòng đời của thằng đi đi chưa phải nhá. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng Laravel nó có hỗ trợ Shopee hoặc Shopee Book thì đây là một cái. Cách thứ hai thì bọn tôi hay dùng hơn thì là bây giờ cách một. Cách thứ hai tôi hay dùng hơn là cách này ra chúng ta làm một cách thủ công. Đó là mỗi một bản thi của chúng ta cũng có thêm một status. Mỗi một cái bảng trong cơ sở dữ liệu tôi sẽ có thêm bảng quan trọng nhé, còn bảng mình xóa bố đi để gì. Bảng nào tôi không muốn xóa dữ liệu đi mà tôi vẫn không muốn nó hiển thị trên web thì tôi sẽ có một cái bảng cái cột tên là status. Cột này chỉ mang kiểu dữ liệu để in thôi, ví dụ tôi quy định trừ một là trạng thái inactive tức là đang xóa rồi, cột đang giá trị là không thì là đang prepare, đang review, tức là ví dụ như bạn up một cái game lên chưa chắc bạn up lên là thằng quản trị nó đã cho bán rồi, đúng không? Ví dụ cái việc chúng ta viết một bài viết gửi lên báo, chúng ta phải đọc một trang thì nó mới đưa báo của bạn lên web. Bao giờ thế? Người ta phải có một cái câu gọi là kiểm duyệt, chứ không ai còn có cái trò gọi là gửi lên phát đăng luôn. Nhớ mày phản động vào đấy sao? Nhưng mày phản động mày viết lên tao đi tù, đúng không? Nhớ cái hệ thống của này các bạn bán kiêm sách thì sao? Đúng không? Một văn hóa thông tin sờ vào ai? Sờ vào cái thằng sở hữu cái trang web này chứ không thể sờ vào cái thằng làm game này. Đúng không? Thế thì phải có câu kiểm duyệt là cái câu review này. Khi mà up lên thì nó sẽ là trạng thái review. Review xong thì ví dụ như một. Đây là ví dụ như một hệ thống tôi ít bước kiểm duyệt của tôi để 3 trạng thái thôi. Trừ 1, 0, 1. 1 thì tôi để trạng thái là publish. Tức là nó hiển thị ra đồn đạn. Bây giờ tao mình cũng chọn bảng đây như này. Bây giờ, thế nếu trong trường hợp này thì sự tiết như này, đó là khi mà tôi xóa thì tôi không xóa thật, tôi tiến hành update, tôi tiến hành sau cái file nhá, file ra thì tôi sẽ có một cái biến là mờ đi bằng cái kết quả của file này. Sau đó tôi sẽ tiến hành là tôi đang mờ trỏ đến status quan bạc trừ một, sau đó tôi lấy đô la mò chọn để xem. Được chưa? Tức là tôi chỉ đơn giản là gã lại cái trạng thái, thấy không? Tôi gã lại cái trạng thái bằng trừ một cho các bạn ký từ người mình thấy, sau đó tôi lại đi xuống tương đương với việc là tôi update cái bản ghi này, tôi giá trị sẽ update cái trạng thái status của bản ghi này xuống thành để lần sau tôi có thể review lại chứ không tôi lấy lại sao, đúng chưa? Đúng chưa? Còn cái sau này thì đơn giản đó là người ta sẽ xét cho chúng ta thêm một cái cột nữa, cũng phải thêm cột, đó là cột delete ấn, đó là xóa lúc nào, là xóa vào thời điểm nào, sau đó thì cho không có hiển thị không, người ta hiển thị ra chỉ người ta tương đương khi mà hiển thị thì người ta select sao from game where, giờ where là cái cột delete ấn bằng rộng thì mới lấy ra, được chưa? Còn nếu mà cái cột delete ấn mà nó có giá trị thì người ta không lấy đâu. Cách này thì thêm cái điểm vui vậy. Thế nào khắc phục? Thêm. Nhưng mà người khắc phục ai bảo có update được? Em được
bạn phải đọc lại về cái cascade và restrict. Đúng. Thực ra là liên quan đến xóa nhiều hơn, đúng không? Nếu mà bạn là dạng cascade ấy, thì là hình như tôi không nhớ lắm cái phần đấy. Đó là nếu mà cascade thì bạn phải xóa hết con, sau đó mới xóa được trang, đúng không? Cách đấy thì chúng ta sẽ phải làm như này. Có hai cách. Cách thứ nhất là chuyển cascade thành restrict. Tôi không nhớ lắm là cascade và restrict, tóm lại là ở trong cái việc dạng của khóa ngoại ấy, là nó có một loại là nếu mà xóa thẳng trang luôn mà không xóa thằng con nhá, tự động các thằng con nó sẽ những cái thằng nào liên quan xóa bay luôn. Đó, nó có một loại như vậy. Đấy là chủ động dùng cái quan hệ của thằng cơ sở dữ liệu để làm. Có một cách như vậy, đúng không? Các bạn có thể đọc lại về phần đấy, tôi không nhớ lắm, tôi không sâu quá về cái không nhớ lâu lắm không động đến mình. Đấy là một cách nhá. Cách thứ hai, là cách tôi hay làm không? Ví dụ các bạn sẽ thấy tôi có từng gửi cho các bạn những cái thiết kế DB của tôi, đúng không? Ví dụ vào cái Lucy chart đấy, còn nhớ không? Chẳng nhớ là thằng nào nữa. Đây, ví dụ như con này. Các bạn thấy nó rất là lằng nhằng. Đâu nhỉ? Đây. Các bạn sẽ thấy nó rất là lằng nhằng với nhau, đúng không? Nhưng mà lằng nhằng ở trên vẽ, tôi luôn luôn phải có bắt buộc làm cái dự án nào tôi phải có cái này, cái này gọi là cái ở đây để tôi nốt lại cho đẹp, là tao thiết kế kiểu như này, mày làm nào là khi mà xóa thằng này mày phải tự tạo bằng tay cái việc mà xóa thằng kia, sau đó mày xóa thằng này, đó. Hoặc là nếu mà làm như này này thì tôi sẽ phục vụ cho cái việc là thêm dữ liệu vào thì nó có bắt buộc phải có ràng buộc. Cho thực tế ra khi mà tôi tạo ra cái DB vật lý ấy, tức là tạo DB trong data bay ấy, không bao giờ nối những cái này. Bạn thấy tôi không bao giờ nối những cái này luôn. Bởi vì một vấn đề duy nhất đó là khi mà tôi xóa để tôi tăng cái mô hình của hệ thống lên thì tôi sẽ chỉ xóa bay hình tràn luôn. Thằng con giữ nguyên luôn, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng mà vấn đề là tôi sẽ phải có lúc vào đấy tôi làm sạch cái dữ liệu. Ví dụ như xóa trang thì lúc nào đấy tôi làm sạch dữ liệu con đi, đúng không? Thì tôi sẽ phải sử dụng đến cái thủ thuật đó là tôi phải sử dụng một cái service chạy ngầm, một cái job chạy ngầm. Ở ví dụ tôi sẽ làm con job đấy là đến 12 giờ đêm chắc chắn là web thôi, đúng không? Lúc đấy hệ thống khỏe đấy thì làm việc vặt đi dọn dẹp, select tất cả các cái sản phẩm của tôi, tôi tìm tôi làm ra những cái sản phẩm mà không có trang xóa. Đúng không? Cái đấy đó rất là nhiều cái làm và là chuyên nghiệp người ta hay làm cái của những cái dự án, đặc biệt là với những cái bản nó thực ra nếu mà dự án thực sự lớn thì ta chẳng bỏ cái gì trong DB đâu, nó là dữ liệu để phân tích em, cho nên là người ta chẳng bỏ cái gì. Còn nếu dự án vừa vừa thôi thì làm cái thôi, còn dự án nhỏ á xóa bố thì chẳng xóa bố thì còn gì thôi, còn đơn vị bây giờ nó rất là nhiều cái làm. Thế chăng? Đấy là cái phần lý. Có bạn nào có gì không? Vẽ ra cái này thì luôn luôn cần để cho mình clear nghiệp vụ, biết những cái quan hệ giữa các bạn với nhau. Nhưng mà thực sự khi mà đưa vào các bạn quản lý thì tôi không ngồi đâu. Trong DB của tôi chẳng bao giờ xuất hiện cái thứ gọi là foreign key. Không bao giờ. Yeah, đấy là phần delete nhá. Sang phần create và fade. Hai phần này nó xem nhau. Đúng không? Thì dễ thôi. Cái hai phần này là nếu tính ra giải thích nó là hai phần dễ nhất. Đó là có cái round. Đúng không? Vào thì vào một action. Action nó nổ lên cái view. Cái view nó có form. Đây, view này thì chứa form. Form này thì ở trong DB có những cái cột gì cần điền dữ liệu thì vứt hết ra, đúng không? Những cái cột gì ở trong DB cần vứt hết vào cái form để ta điền dữ liệu. Nếu mà không điền dùng gì anh sẽ có lỗi, tắt và phụ nữ tắt gì anh đi, tắt được nhá, các bạn tắt được gì anh đi nhá, đây tắt gì anh đi, đây ví dụ trang này tắt đi nhá, đây tắt gì anh đi, đâu nhỉ, sai setting này.
Đây, nhìn thấy cái JavaScript không? Tắt bà đi là xong. Đấy, có những người dùng cùn như thế, họ thích mà. Mình thích thì mình tắt thôi. Đúng không? Thế nếu mà tắt thì sao? Ờ, cho nó bị tắt, ta mang biết thì rồi. Rồi làm gì nhau? Đúng không? Biết là sao mình bỏ về cái dữ liệu nhập vào phải có ba biết là mạng không thể về có cái biên số được gì đúng nhá. Đã thì ở cái form này nhớ ba biết luôn là hai phía ba biết bằng gì và ba biết bằng cái tên cho những ngành và bằng ba biết bao giờ phải làm hai cái. Tôi ngày mới đi làm đấy, tôi lười với đấy bằng server lười cực kỳ. Bởi vì cái thứ nhất là validate nó thì mình lại tắt cái validate mình ngủ làm gì hết trước. Đúng không? Bao giờ cũng làm validate gì hết trước. Không làm xong, bởi vì nó nhanh mà, làm validate gì hết nhanh hơn. Làm xong ngủ ngủ. Làm tiếp phần validate của mình về. Lại tắt cái kia đi. Giống như chúng ta đang làm đây đúng không? Làm cái tắt cái kia đi, xong rồi cố vào. Đâu có thứ nó ổn vào, mất thời gian. Xếp thì cứ dùng, đúng không? Theo tôi, bố chỉ làm ra cái gì em không bao giờ làm ra cái gì về về hay là cái bánh đẹp. Thế là làm một lần cho nó, lần sau làm với chủ nó bắt làm lại của lần trước nữa. Và không phải tự nhiên người ta bắt làm như vậy. Bởi vì nhiều khi khách hàng nó cùng tắt gì làm nào. Rồi tắt những cái hỗ trợ, trình dân hỗ trợ khá là tốt cho những cái kiểm soát của request. Hỗ trợ tắt những cái hỗ trợ cái gì. Đó, nên luôn luôn phải làm này, mất công một tí. Đã, bất công một tí không phải làm. Được chưa? Đó, con sếp cũng như là đẩy ra thôi. Cái sếp này thì khi mà cái form này nha, form này chúng ta tiến hành là submit. Submit, đúng không? Submit thì chúng ta validate ở trên ở form này thì chúng ta lên form này thì validate ở JS thôi. Submit lên thì vào một action khác. Đúng không? Phải vào action khác không? Được chưa? Tôi bỏ qua cái ground web đi, chọn action luôn, chọn action thì chúng ta phải validate. Ở PHP này cũng anh em thì có hai cách, tôi hướng dẫn các bạn hai cách, cách là sử dụng validate luôn. Chúng ta sử dụng cái request. Đúng không? Hai cách này. Là về hỗ trợ chúng ta thêm vào dụng đồ. Validate xong, nếu bắt vào validate rồi, thì tiến hành là fill. Còn nhớ fill không? Click nào dựa vào cái request. Request nó là cái thằng đón tất cả những cái dữ liệu từ form gửi lên. Fill thẳng vào trong model. Được chưa? Fill thẳng vào trong model để nó điền dữ liệu chúng ta đỡ mất công. Fill xong, nếu mà có này thì lưu ảnh không có thôi. Sau đó chúng ta tiến hành là đưa ra model. Quả đến save. Cái save ở trong Laravel này nó rất là power bởi vì cái model của chúng ta. Nếu là chúng ta cái model này, cái biến model này tạo ra bằng cái new object, cái new model ấy thì nó khi mà set xuống thì nó sẽ thành chuyển tự động chuyển lệnh lệnh là insert into. Còn nếu mà cái model này được tạo ra bằng cái việc là file theo ID thì nó sẽ tự động generate ra thành cái câu lệnh là update table. Đấy. Thì hai cái này đều như nhau hết rồi, update và create thì đều như nhau. Sao? Hỏi gì? Hỏi gì thì hỏi đi. Tôi nghĩ đi, nghĩ thoải mái. Những phần này là phần con nhất chúng ta phải nắm được. Đấy, xong hai là. Thế là tôi nói những lần này là thứ 3 rồi nhé. Chứ không phải là lần thứ 2 đâu. Trang giải thích cho nó. Ngay. À, thế nào thầy nhớ không? Vì sao phải bay dùng PHP nữa? À không, vì sao phải bay dùng Z nữa mà không phải dùng PHP hết? Trước mà nói là gì đó? Vấn đề hay rồi. Vấn đề là nếu mà không bay dùng Z thì thứ nhất là nếu trong trường hợp mà ta tiến hành submit liên tục về thì cứ mỗi lần nếu mà không đưa ra lên phần Z thì là viết các cứ gửi lên không khác gì spam
đúng không? Đấy là một. Cái thứ hai đó là nếu mà không dùng DNS kiểu ba đấy thì người dùng sẽ phải cho server sử dụng, đúng không? Cho server để quét chọc vào từng hàng một kiểm tra sẽ có hợp lệnh hay không, từng hàng một như vậy. Server xử lý sẽ lâu hơn cho cái DNS xử lý, đúng không? Đó, nó sẽ làm người ta khác, cái khách hàng của mình cho người dùng cho, như vậy không tốt cho cái hệ thống. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là các bạn nên tưởng tượng một cái form của bạn có 100 cái phiên bản đi, bạn điền hết cái đấy rồi, các bạn submit lên, lỗi một bản đi thôi hoặc một cái dòng thôi, bạn điền lại 100 cái gì, 100 cái phiên kia, có sửa không? Sửa gì khổ mẹ, đúng không? Mất công. Nói chung là GS các bạn luôn nhớ cái này, GS nó sinh ra là để tăng cái trải nghiệm người dùng. Đúng không? Ví dụ như các cái hiệu ứng của chúng ta, slideshow hay là những cái bắt tay slide, máy bay, game, những kiểu đó là chỉ tăng cái trải nghiệm của người dùng lên thôi. Đúng không? Có mất công, có tùy lộn lại. Nó bắt đầu không có nó thì là giỏi hơn. Thế không? Đấy là về cái tầm đồng viên. Tìm cái keyword á. Này à. Đây à. Đây à. Ui dồi ôi. Nhìn thấy cái form không? Form này có action không? Hả? Đâu action đâu? Ông lừa tôi à? Form này không có action đúng không? Tức là nó gửi lên đúng cái đường dẫn ở trên này. Được chưa? Thì đây, vào đúng cái route để tìm. Đây game đi đúng không? Đúng chưa? Vào trong hàm nào, hàm index đúng không? Vào trong hàm index. Đây. Hàm index thì tôi cũng nhận một cái RQ, tức là cái request. Tôi kiểm, tôi có một cái biến keyword bằng RQ chọn đến keyword. Thế cái keyword này là cái gì? Keyword này là cái này. Input name bằng keyword. Được chưa? Người ta điền cái gì vào đây, submit lên thì nó sẽ vào cái RQ chọn keyword này và gắn cái biến này. Nếu mà có, tức là cái keyword này khác null nữa, thì tôi sẽ tiến hành là game 2.where name line. Tức là tôi tiến hành thực hiện code là select sao from games where name line phần trăm cái từ khóa cần tìm phần trăm. Đây là thực hiện code lệnh select line, select where line. Sau đó tiến hành fetch name đổ dữ liệu ra ngoài. Xong chưa? Gì nữa? Hả? Cái gì? Cái quit pass nữa hả? Tôi thử bỏ đi nhá. Thử bỏ đi là biết nhau ngay mà. Đây. Được chưa? Ờ, xem này. Làm bớt. Thôi tôi tìm chữ X đi. Được rồi. Có bằng này thằng trong tên chứa chữ X. Đúng nhá. Tức là nhiều hơn một trang đúng không? Dạ. Đây tôi đến ID là 1321. Nếu mà tôi sang trang 2 thì nó sẽ sang những cái bản ghi lớn hơn 1321 đúng không? Đúng chưa? Bấm nhá. Đây. Tại sao lại từ 21 hay 223? Cái keyword của tôi đâu rồi? Keyword trên đường dẫn đâu rồi? Tôi back lại nhá. Đây các bạn nhìn thấy trên này có cái đường dẫn keyword x không? Đúng chưa? Nếu mà tôi không có cái quick path này thì các bạn xem cái đường dẫn của tôi này. Khi mà bấm trang 2 nó đẩy sang page 2 mà page 2 nó không kèm keyword cho nên là nó sẽ bị gì? Nó paginate thì bình thường thôi.
Thế nhưng mà nếu mà tôi ở đây tôi keyword x và page bằng 2, có đúng là 1402 chỉ có 200 được chưa? Cái width path mà tôi thêm vào ấy, và các bạn thấy tôi chỉ thêm vào trong trường hợp mà nó có keyword thôi, là để làm cái việc này. Đây, hover vào. Đây, hover vào nha. Nhìn thấy cái đường dẫn ở đây ạ. Nhìn thấy keyword không? Nó giữ lại những keyword ở trên đường dẫn khi mà sinh ra cái URL cho những cái page, cái button, page button. Được chưa? Đấy, đây là cái width path. Xong chưa? Còn thắc mắc gì không? Cứ nói về phần cờ đầu UD, phần cờ đầu UD gì không? Nếu mà xem chi tiết một cái bên nào, xem chi tiết này bên mình sẽ xem theo smart. Để tôi đi về xem. Không. ID chỉ là ở trong quản trị thôi. Nhưng quản trị để thêm và để sửa xóa. Thậm chí trong quản trị nếu thích các bạn cũng có thể chuyển sang smart. Nhưng mà ít người làm thế. Bởi vì người ta tận dụng cái việc file nhanh hơn trong cái việc là sẽ wear lại cái shop nhanh hơn. Được chưa? Còn gì nữa? Còn gì hỏi nó đi? Hỏi đi. Muốn học cái gì cao siêu hơn trước mắt các bạn phải nắm được phần là cái ít về phần core này đã. Tôi đã 8:14 nhanh rồi, nói tiếp đi. Không, tôi sẽ chuyển luôn cho mình học Authenticate bây giờ. Sao có thể nhé? Nha. Rồi. Đây, vấn đề chúng ta sẽ có như sau. Ở trong cái raw web nhưng không phải raw admin đâu, web này. Các bạn nhìn thấy tôi có tạo ra một cái trang là trang cái đường dẫn vào login đúng không? Các bạn có cái này không? Có cái này không? Thì bây giờ chúng ta vào cái này bằng cái đường dẫn gì? Localhost 8000 sược login đúng không? Được chưa? Thế nếu bây giờ tôi comment nó vào thì sao? Thì cái này không vào được nữa đúng không? Không vào được nữa. Đúng chưa? Nó chẳng ra cái gì cả. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta có như sau. Ở trong cái phần các bạn tìm mở cho tôi cái thằng Route Service Provider ra. Nó nằm đây này. App HTTP, App Provider. Nó có phần Route Service Provider ấy. Kéo xuống cái phần Map Admin Route. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đấy nó có một cái middleware là web. Đúng không? Các bạn sẽ sửa cho tôi thành như này. Đóng mở ngoặc vuông. Đây là auth không nhỉ? Được chưa nhỉ? Rồi xong. Thế vậy cái auth này là cái của nợ gì? Cái auth này nó là một cái middleware. Mấy đứa học về middleware sẽ biết. Tóm lại nó là một cái chốt để chặn những cái request của chúng ta vào. Nếu không thỏa mãn cái điều kiện auth này thì không cho vào. Và đẩy cái đâu đấy không biết. Được chưa?
Thế vậy cái odds này nó đẩy về đâu? Bây giờ chúng ta vào thử lại cái game list kia. Admin game thôi. Các bạn thấy nó báo gì? Các bạn xem mở ra xem có bị không? Có đúng không? Đúng không? Các bạn thấy này, nó báo luôn là round login not defined. Được chưa? Đúng không? Không bị á? À? Tôi comment trang login mà rồi còn đâu? Của các bạn không comment thì nó tự đẩy ra trang login thôi, còn của tôi không comment vào thì nó đẩy cái đấy. À còn của tôi comment vào đấy nó về đấy. Được chưa? Tôi cố tình comment vào đấy. Chứ không phải là tôi viết bậy đâu. Không phải tôi làm không có chủ đích đâu. Bởi vì tôi muốn thể hiện một điều đó là như này. Nếu mà cái request nào của chúng ta ấy, nhớ nhá, nếu mà request nào của chúng ta mà không mà có cái thằng odd này này, chịu cái middleware odd này này. Tất nhiên là ở đây tôi viết odd như này là toàn bộ tất cả cái URL nằm trong cái round, cái file round admin này đều chịu cái kiểm chi phối của cái middleware là odd này rồi. Đúng không? Thế bây giờ thì nếu mà cái request của tôi mà không thỏa mãn cái điều kiện odd này, tức là tôi chưa login, tóm lại là tôi chưa login, thì cái thằng Laravel nó auto, nhớ nhá, nó auto redirect cái trang của chúng ta về cái đường dẫn là về cái route có tên là login. Ví dụ như sau, tôi sẽ thêm vào web này như sau. Tôi ăn comment cái này đi. Tôi sửa ở đây thành cp-login. Được chưa? Và tôi đặt cho nó một cái name là login. Cái đường dẫn các bạn thích sửa thành bất kỳ cái gì cũng được, miễn là cái name của nó là login. Được chưa? Bạn muốn sửa cái đường dẫn nó thành cái gì cũng được, thành tên mình cũng được, nhưng miễn làm sao cái name của nó là login cho tôi. Được chưa? Xong nhỉ? Rồi, bây giờ đây. Các bạn thấy nó đẩy thẳng nó CP login này. Đúng không? Do đó cái việc mà tôi vừa bảo ấy, nếu mà không có odd, tức là không thỏa mãn cái việc là login rồi ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề đó là nó đẩy về cái route nào có tên là login, chứ không phải là đẩy thẳng về đường dẫn là login nhá. Được chưa? Đó. Thế vậy thì làm sao để pass qua được cái middleware này? Mỗi cách thôi, login vào. Có mỗi cách đấy thôi. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta làm sao? Ở đây chúng ta có cái route là get cp login, chúng ta return một cái text. Bây giờ thay cho cái việc đấy chúng ta log thay cho cái việc đấy chúng ta tiến hành là return ra cái view tên là login odd.login. Được chưa? Odd login. Không nhờ. Rồi, thế bây giờ làm gì tiếp? Tạo view, đúng rồi. Mở cái view ra, tạo thêm một cái thư mục tên là odd. Trong thư mục odd này có một cái file tên là login.blade.pp. Do tôi làm mất cái theme rồi. Các bạn tìm ở trong cái theme ấy, nó sẽ cái theme Metronic ấy, thì nó sẽ có một cái file tên là login. Có 4 file login, 4 cái giao diện login khác nhau thôi. Các bạn về nhà các bạn tự tạo ra cho tôi, tự bê một cái trang login ở đấy, các bạn vứt vào trong cái layout này nhá. Và trong cái file login blade này nhá. Cấu hình lại các cái đường dẫn về tài nguyên JS như là CSS. Được chưa? Tôi ở đây tôi do mất máy nên là tôi mất hết tài nguyên cũ. Cho nên là tôi sẽ chỉ cốt thuần thôi, tôi cốt chạy thôi. Bây giờ trong đây tôi sẽ có một cái form. Trong cái form này tôi có mỗi cái method. Method là post.
bởi vì tôi chẳng có tiến hành đổi cái đường dẫn làm gì cả. Người ta vào bình thường bằng login thì method get, còn tôi submit cái form này lên, tôi submit theo method post. Thì đã method post thì sẽ có cái a còng gì, csrf. Cái gì? NV. Tại này không đi học mấy buổi rồi. Cái file này là bay nào? Trang file này là trang nào? Tôi đã làm đó. Tôi đi vào thiết kế lấy chứ. Giờ học thiết kế DB từ bao lâu, thằng Dũng nó còn tốt DB hơn tôi nhiều. Thấy không? Cái học thằng Dũng mà không làm được phần DB thì chịu. Không có cái template DB giống này đâu. Tự thiết kế lấy. Đây chỉ 100 demo thôi. Được chưa? Xong ở đây thì tôi sẽ có là cả một cái div này. Label. Cũng label như người lớn. À, đây là email, email input type bằng tag đi, name bằng email, placeholder bằng email, enter email. Được chưa? Tiếp theo duplicate cái này lên thì mình sẽ có thêm password. Type bằng password. Name bằng password. Và ở dưới cùng chúng ta sẽ có một cái button. Login. Tôi chỉ làm quy bắp thôi, bởi vì không có đủ thời gian để mông má đâu, với lại tôi không có tài nguyên để mông má. Thank you.
Được chưa? Bây giờ mình sẽ xem lại cái đường cái này. Được chưa? Ra màn hình chưa? Phải chưa? Chưa? Check Messi đi anh nghe xem có đúng không? Được chưa? Bây giờ các bạn, sorry các bạn, tôi đang bận cứu ông này một tí, cho nên là các bạn đọc cho tôi cái này. Search cho tôi authentication nhá. Được chưa? Trong cái phần authentication này, nghiêm cấm đứa nào dùng Laravel mà generate ra phần authenticate. Trong Laravel nó có hỗ trợ chúng ta một câu lệnh sinh ra toàn bộ cái phần login luôn. Login lúc nào nó sinh ra hết luôn, nhưng mà tôi không cho các bạn dùng cái đấy. Bởi các bạn sẽ không kiểm soát được nó. Được chưa? Tự làm authenticate bằng tay. Vào phần authenticate này search cho tôi cái từ attempt. Đây này. Cái hàm attempt này. Search cho tôi cái từ được chưa? Nhỏ.
được chưa? Thằng này nó chat với gái ngồi cười. Xong chưa? Nốt phần này đi rồi cho nghỉ. Lâu in lâu vào. Được chưa? Đọc thế gì? Đức hả? Hàm only tức nó giống như on đúng không? Only tức là cái hàm này, đó là cái request của mình là nó cầm hết dữ liệu từ form gửi lên. Được chưa? Thì ở đây khi mà mình dùng request cho những only ấy, thì cái form của mình gửi bao nhiêu dữ liệu nó chỉ lấy ra một cái mạng chứa 2 phần tử thôi. Đây nhá, tôi thử cho ông coi nhá. Ví dụ tôi có thêm một cái deep nữa đi. Đằng nào cũng phải có nó mà. Input type của checkbox. Name bằng remember. Đúng không? Value 1. Label for. Label for cái ID. RAM. Ghi nhớ quên à, quên là tiếng Anh nhỉ? Remember me. Đây đúng không? Từ tích cái này thì chắc chắn là cái này nó lên đúng không? Tôi điền bậy vào đây. Điền bậy vào đây. Giờ login thì chắc chắn là ba dữ liệu lên trên kia, là có ba dữ liệu đúng không? Đúng không? Đây. Submit cái này là lên web cp login, nhưng mà request dạng post, đúng chưa? Thì tôi cái này tôi cứ đẩy vào function, trong này có cái tôi đi ăn cắp lại cái này, nhìn đã nhá. Cái request này cũng còn nhiều thứ, các bạn cố gắng mà bọc sâu vào trong đây. Cái này tôi nhận cái request $RQ, tôi dd rồi nhá, tôi dd ra cái rq cho được on này. Ơ chết mẹ, nhầm. Pause, đây là get. Sửa lại tí mà. Quy này.
lấy ra gì? Mấy dữ liệu? 4 đúng không? 4 đúng, bởi vì nó có kèm cái token mà. 4 dữ liệu đúng không? Nhưng nếu bây giờ tôi chỉ là request cho đến only email và password. Tại nhá. Nó chỉ trả ra một cái mảng bao gồm email và password thôi. Only gì lấy cái đấy thôi. Được chưa? Xong. Thế vậy tiếp theo chúng ta có gì? Nếu mà để login được thì chúng ta phải dùng cái hàm attempt, đây là bắt buộc nhé. Chứ không tự tạo session được đâu các ông ạ. Không tự tạo session được, chúng ta phải dùng như này. Thứ nhất, use cái này vậy. Thấy use liên tục đúng không? Đây là cái lợi hại khi mà tôi hướng dẫn các bạn về cái namespace. Còn nhớ cái đoạn làm sao để setup cái composer không? Đấy, composer nó giúp mình làm cái việc này. Tiếp theo này thì mình sẽ có dùng cái hàm này luôn. If odd là cái hàm trên này, attempt credential này thì mình sẽ có là đây, email mang giá trị của cái RQ cho đến email, phải password bằng mang giá trị của RQ cho đến password. Như này thì chắc là hiểu đúng không? Login thành công, nếu login thành công thì đưa về cái quần đảo gì nhỉ? Hả? Tôi xóa rồi. Giữ làm gì đâu? Chờ tí, để tôi lấy về cái game list đây đúng không? Raw game list. Các bạn muốn đưa đi đâu cũng được nhá, chứ không nhất thiết là phải đưa về đây.
Được chưa? Thử phát nhá. Tôi cũng chẳng biết cái username với password của tôi là cái gì đâu. Cái này phải xem lại phần seeding. Seed này, user này. Đây, admin@gmail.com, pass là 123456 đúng không? Đúng không? Tôi login fail phát nhá. Đây tôi vẫn giữ cái này, tôi login vào này. Fail, về đây. Đúng chưa? Bây giờ tôi login đúng này. Admin@gmail, pass là 123456. Được chưa? Login. Các bạn thấy vào game chưa? Vào chưa? Bảo thử đấy. Lúc nãy thì không vào được, giờ vào được rồi đấy. Xong chưa các con giòi? Bây giờ tí nữa chúng ta sẽ tạo ra controller và move cái đoạn này vào trong controller. Được chưa? Mấy thằng kia? Xong chưa? Đi làm. Đấy. Không có cái gì đâu. Ôi điều hòa nhiều khô mũi quá. Đẩy cốt nha, để xem có chạy không. Cái hàm mất tem ấy, nó có tác dụng chính là như sau. Cái thứ nhất đó là khi mà các tem ớt tem thành công và cái hàm mất tem này nó trả về giá trị là true ấy, thì auto là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái session luôn, được chưa? Và lưu thông tin của user ở trong đấy luôn. Thì chúng ta có thể lấy ra bất kỳ lúc nào. Đấy là cái ý nghĩa của thằng Atem. Ngoài ra nếu mà chúng ta có thêm cái option remember lúc nãy mà chúng ta nhét vào trong đấy thêm một cái giá trị true nữa thì nó sẽ auto cho chúng ta luôn là cookie luôn. Đăng nhập bằng cookie luôn. Cái đăng nhập bằng cookie tôi không nhắc lại nữa, trước tôi dạy rồi. Mấy thằng này không nhớ gì đâu mà. Nó set up luôn cookie luôn. Mình đỡ phải làm cái phần đấy, là ngày trước làm đấy mất vất vả lắm đúng không? Mất thêm một file nữa để check cái code, mất thêm một đoạn code để check xem là cookie này như nào, rồi thì remember token như nào. Xong rồi mới tìm cái remember token đấy trong DB, xong rồi lại còn check cả cái expire time nữa. Đúng không?
Nhưng mà với cái thằng này thì nếu mà chúng ta tích vào cái remember và set thêm vào trong kia một cái biến nữa là nó tự set cookie cho mình luôn, không phải làm nữa. Đó, đấy là ý nghĩa của thằng tem. Tôi đẩy code lên rồi đấy, xem có được không. Về xem kỹ lại nhá, bây giờ tôi làm load và log out. Ví dụ bây giờ tôi sẽ update phần này. Đó là nếu mà tôi sẽ hiển thị cái tên user đang đăng nhập vào. Thì như này, các bạn vào layout. Gì nhỉ? Tên của nó là gì nhỉ? Nick. Đây không? Đây user hi on mobile Nick. Đây tôi sửa cái này luôn nhá. Sửa lại luôn nhá. A cộng odd hai chấm hai chấm cái gì nhỉ, bỏ lên template đây, a cộng odd đây, kiểm tra xem người ta login chưa. Nhưng mà thực ra đã vào được trong khi thực ra người ta đã vào ở trong được cái trang này rồi thì chắc chắn là người ta đăng nhập rồi đúng không? Bây giờ thế vậy thì chúng ta không phải kiểm tra này nữa mà chúng ta này echo luôn là odd 2.2. User đóng mở ngoặc trỏ đến name. Đây là xong. Thử nhá, xem này. Reload trang. Con nhìn thấy admin không? Tôi sửa lại tên của nó trong DB nhá. Đúng không? Đây user đây, tôi sửa đây thành trang béo. Rồi, xong nhá. Đây. Thấy không? Đúng không? Đây, trang béo đây. Đúng chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái logout. Cái logout ở dưới này thì nó sẽ có một cái là đây, logout đây đúng không? Đúng chưa? Cái logout này đúng không? Thì ở đây nó có cái href này thì chúng ta sẽ sửa thành cái này thành echo là cái round là logout. Đúng chưa? Sửa cái này thành round logout. Thì ở trong web này chúng ta phải có cái round logout cho nó. Đây, round logout đây rồi. Đúng chưa? Round any logout thì chúng ta sẽ có là odd 2.2. logout. Sau đó là return redirect về cái round, về cái round là home. Home page. Đâu nhỉ? Rồi. Tôi log out ra này. Làm lại log out. Đúng chưa? Bây giờ vào lại game admin game là để về đây. Bởi vì logout thì chả phải về đấy. Không thể vào được. Đây tôi làm lại. Admin game tự về đây. Bây giờ tôi login vào nhá, login vào thằng member nhá. Mật khẩu vẫn là 123456. Cầu là cái gì? Đâu nhỉ? À thằng này là secret. Đúng chưa? Xong chưa? Còn cái việc là check thằng này là member hay check thằng này là admin thì mới được vào đây, buổi sau chúng ta học. Được chưa? Tôi nói lại cái logic của phần login một chút này. Thì việc đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ vào trong những cái route nào hay là vào thẳng trong thằng route service provider này, thêm cho nó một cái middleware tên là odd. Được chưa? Cái middleware này nó sẽ chặn lại những cái request mà không có chưa login thì không cho vào á. Được chưa? Nếu mà chưa login thì nó đẩy vào trang login, đẩy về cái route tên là login cho mình. Được chưa?
Khi mà đẩy vào trang login thì mình sẽ về lại web này, mình có một cái route tên là login request and get. Mình hiển thị ra cho người ta một cái return ra một cái view auth login. Trong cái auth login này thì chúng ta sẽ có một cái form, đúng không? Method post có CSRF các thứ kiểu email, password, remember. Được chưa? Sau đó chúng ta ví dụ tôi tí nữa tôi sẽ làm luôn cả remember này chúng ta. Gì? Cái gì? For này à? Ôi giời ơi thằng nhà quê. Đây. Đây mà không biết. Đây ông nhìn này. Nhìn nhá, như bình thường cái input này phải tích vào đây thì nó mới check đúng không? Nhưng mà đấy, cái for đấy, được chưa? Thì nó sẽ ở trong này nó có cái form như này, sau đó chúng ta submit nó lên. Thì submit nó lên thì chúng ta sẽ submit luôn vào cái đường dẫn hiện tại và method dạng post thì nó sẽ về đây. Vẫn cái đường dẫn như cũ. Và method dạng post thì tôi sẽ có đầu tiên tôi use cái illuminate support packet auth. Sau đó là tôi tiến hành là if auth attempt email bằng request chọn email, password bằng request chọn password. Trong trường hợp tôi muốn thằng này nó remember ấy thì tôi sẽ tiến hành như này, RQ trỏ đến remember luôn. Được chưa? RQ trỏ đến remember tức là như này này. Đâu rồi, form rồi. Tức là nếu mà tích cái này, tích vào cái checkbox này thì cái name là remember sẽ được lên kia. Tức là mang giá trị 1 luôn. Còn nếu không thì mang giá trị 0, tức là nó sẽ ghi nhớ luôn á. Được chưa? Sau đó thì tôi sẽ, nếu mà login thành công thì cái hàm nó trả về true. Tôi sẽ redirect người ta về trang game lead. Còn nếu mà login fail thì tôi sẽ return về trang view auth login. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ chứng minh cái việc là tôi có cái login thì nó ghi nhớ ấy. Thì như này, nếu mà tôi không tích nhá, không tích lần đầu tiên này. Được chưa? Tôi đăng nhập vào admin@gmail.com 23456. Tôi sẽ kiểm tra trong cái cookie này. Đây có hai cái đúng không? Login này. Không có thêm cái cookie nào. Đúng chưa? Không có thêm cookie nào. À chết mẹ nhập. Go vào ra. CP login này. Tích vào đây nhá. Login lên. Thấy không? Thấy không? Nó thêm một cái đoạn này vào. Được chưa? Thế bây giờ nếu mà tôi tiến hành tôi log out ra thì nó có mất không? Bay luôn. Được chưa? Thế vậy cái sự khác nhau có cái token này à, cái cookie kia với không có thì nó là như nào? Ví dụ bây giờ này, tôi tiến hành log đăng nhập thành công này. Rồi nhá, xong nhá. Xong chưa? Login được nhá. Tôi tắt trình duyệt đi. Tắt trình duyệt đi luôn. Tôi vào lại trình duyệt và tôi vào lại cái trang vừa rồi. Có vào được không? Không vào được. Thế bây giờ tôi nếu mà tôi login mà có cái cookie kia. Tích vào này, login này. Xong chưa? Login thành công nhá. Không log out mà tắt cái trình duyệt đi. Tôi mở lại. Quá, vẫn không đi cookie à? Thầy. Application. Sao lại không lưu cookie nhỉ? Tôi nhớ là nó có lưu cookie mà nhỉ? Hay là do tôi viết sai cái Laravel kia? Chờ tí, để tôi vào tôi xem lại. Đó. Đây là nhầm authentication. Đây rồi. Đây remember đây mà.
nó sẽ có như này. Chắc là do tôi cái sai đấy. Chữ phone là tôi biết đúng nhỉ? Rồi. Tôi bê cái remember này ra. Đúng không? Tức là cái tôi sẽ phải điền vào đây là phone này chung. Sếp làm lại nhá, làm lại nhá. Remember này. Rồi, có remember token rồi. Nó chết. Ngu thế nhỉ? Lỡ tay, sorry. Lại quên. Tôi thích thế. Rồi. Tắt đi nha. Ờ. Sao nhỉ? Đấy, phải login vào luôn chứ nhỉ? Ok, cái này để tôi về tôi xem lại nhá. Nó đã tạo cookie rồi sao nó không lưu được cái kia nhỉ? Ok, cái này chắc là để tôi về tôi xem lại, có thể máy tôi nó làm sao đấy và do cái nền tảng khác nhau. Thì đây là khi mà tạo ra thì nó sẽ có cái session cho chúng ta và chúng ta có thể lấy truy cập thông tin của user ấy ở bất kỳ đâu. Ví dụ như ở trong cái layout này. Tôi muốn lấy ra thì tôi chỉ đơn giản là auth 2.2 user là chọn đến cái object chứa cái thông tin của thằng user luôn. Sau đó muốn lấy ra thông tin gì của nó, name hay avatar gì đấy, chúng ta chọn đến cái tên thuộc tính đó. Được chưa? Còn cái login, logout thì chúng ta cũng viết cái route bình thường. Trong cái logout này chúng ta dùng auth 2.2.logout và redirect về một cái trang nào đấy chúng ta mong muốn. Thế là xong. Được chưa? Tôi đẩy code lên nhá. Hả? Còn khoảng 2 buổi nữa là hết rồi. Có setup bữa nhậu không nhỉ?